kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương mục Rạch Giá hôm nay, chương trình kỳ thứ 16. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Rạch Giá tổ chức sản xuất. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự thành phố Rạch Giá có 1.081 cơ sở được kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Phần cuối chương trình có phóng sự thành phố Rạch Giá đảm bảo nguồn hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trước khi vào nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố Rạch Giá trong những ngày qua do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Rạch Giá thực hiện. Tại kỳ họp thứ 10, kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, Hội đồng Nhân dân thành phố Rạch Giá tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố, năm 2022, tổng thu ngân sách toàn thành phố trên 887 tỷ đồng, đạt gần 115% kế hoạch, tăng 51% so cùng kỳ. Thu ngân sách phường xã trên 485 tỷ đồng, đạt trên 109% kế hoạch, tăng 45% so cùng kỳ. Ngoài ra, tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố biểu quyết thông qua một số nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội thành phố và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2023. Từ năm 2017 đến nay, lực lượng vũ trang thành phố đã xây dựng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu của tập thể và cá nhân, làm nòng cốt thúc đẩy phong trào thi đua quyết thắng trong toàn lực lượng vũ trang thành phố Rạch Giá. Đảng ủy quân sự thành phố Rạch Giá luôn đạt danh hiệu đơn vị thi đua quyết thắng, đảng bộ trong sạch vững mạnh. Tại Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang giai đoạn 2017-2022, Ủy ban Nhân dân thành phố Rạch Giá đã trao tặng giấy khen cho 3 tập thể và 8 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng. Ủy ban Nhân dân thành phố Rạch Giá vừa tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện thí điểm chuyển giao dịch vụ hành chính công tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban Nhân dân thành phố và Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Thông. Qua gần một năm thực hiện thí điểm chuyển giao cho Bưu điện tỉnh đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã tạo thuận lợi cho tổ chức cá nhân, tiết kiệm được thời gian, chi phí, công sức thực hiện thủ tục hành chính. Thông qua việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, giảm tải công việc cho các cơ quan chuyên môn Ủy ban Nhân dân thành phố. Thành phố Rạch Giá tổ chức hội nghị giao ban công tác phối hợp giữa lực lượng công an quân sự thành phố và các đồn biên phòng Lình Quỳnh, Tây Yên trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung tham luận, đi vào phân tích, đánh giá những khó khăn vướng mắc, từ đó đề ra giải pháp khắc phục, đồng thời cùng thống nhất nội dung công tác trọng tâm như tăng cường công tác quốc phòng, bảo đảm an ninh trật tự, nhất là trong công tác phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, các loại tội phạm, quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ, chất cháy, tăng cường kiểm tra, thanh tra phòng cháy chữa cháy. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Rạch Giá tổ chức giải bóng bàn mở rộng năm 2022. Tham gia giải gồm có 87 vận động viên với 8 câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh, gồm thành phố Rạch Giá, Phú Quốc và các tỉnh An Giang, Hậu Giang và thành phố Hồ Chí Minh. Các đội thi đấu theo thể thức chia hai bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm ở 5 nội dung, gồm đôi nam nữ, đơn nam, đơn nữ và đồng đội. Kết quả, ban tổ chức đã trao giải nhất đồng đội cho câu lạc bộ bóng bàn tỉnh An Giang, giải nhì đồng đội nữ thuộc về câu lạc bộ bóng bàn Bằng Hữu thành phố Hồ Chí Minh, giải nhất đôi nam là câu lạc bộ bóng bàn thành phố Rạch Giá, giải nhất đôi nữ là câu lạc bộ bóng bàn Bằng Hữu thành phố Hồ Chí Minh và trao 8 giải nhì, 3 cho các câu lạc bộ bóng bàn trong và ngoài tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch tổng rà soát kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với tinh thần khẩn trương quyết liệt, Công an thành phố Rạch Giá đã triển khai nhiều biện pháp, giải pháp đồng bộ, tiến hành rà soát kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke, nhắc nhở thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy. Tính đến ngày 12 tháng 12 năm 2022 đã hoàn thành trước thời hạn 100% chỉ tiêu rà soát, kiểm tra theo yêu cầu của Bộ Công an.
tại hộ kinh doanh karaoke 36 ở lô B13, 56-57 đường Nguyễn Quang Bích, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá. Đoàn công tác tiến hành kiểm tra giấy phép kinh doanh và hồ sơ pháp lý cùng với các thủ tục điều kiện đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, hệ thống trang thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phương án chữa cháy, các điều kiện an toàn thoát nạn như số lượng và tình trạng lối thoát hiểm, khả năng hoạt động của hệ thống chiếu sáng sự cố, biển chỉ dẫn thoát hiểm trong cơ sở, điều kiện an toàn về điện, về kết cấu xây dựng công trình. Qua đó nhằm hạn chế tối đa các vi phạm phát sinh trực tiếp dẫn đến cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn. Tiếp đó, đoàn công tác tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Thúy Anh, địa chỉ 196C ở số 925 đường Lê Phụng Hiểu, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá. Từ thực tế kiểm tra, đoàn công tác đã chỉ ra những thiếu sót, hạn chế dễ dẫn đến nguy cơ cháy nổ, để chủ cơ sở này thấy được tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, sẵn sàng phương tiện, lực lượng chữa cháy tại chỗ và cần khắc phục triệt để đảm bảo an toàn như các chất liệu dễ gây cháy, lối thoát hiểm tại cơ sở. Thì đối với cơ sở thì có thể đoàn xuống kiểm tra phòng cháy chữa cháy về bên thành phố với bên tỉnh, thì bên phòng cháy có rồi bên lỗi bên tôi có thể bị cái lỗi nào thì bên phòng cháy với bên thành phố là coi hướng dẫn và tôi thuyết phục lại những cái sai sót cái gì đó ở trên mặt phòng cháy chữa cháy. Cái cơ sở của tôi thì gắn như là trang bị thiết bị bình chữa cháy rồi là đầy kia đầy đủ rồi coi như là bảo vệ là tài sản của tôi và tính mạng an toàn của người khách đi karaoke. Tại hộ kinh doanh karaoke Xuân Trang ở số 296 Lâm Quang Kỳ, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, đoàn kiểm tra của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ và Công an thành phố Rạch Giá tiến hành kiểm tra giấy phép kinh doanh và hồ sơ pháp lý, các thủ tục điều kiện đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, hệ thống trang thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phương án chữa cháy, các điều kiện an toàn thoát nạn như số lượng và tình trạng lối thoát hiểm, khả năng hoạt động của hệ thống chiếu sáng sự cố, biển chỉ dẫn thoát hiểm trong cơ sở, điều kiện an toàn về điện, về kết cấu xây dựng công trình, vân vân. Qua đó nhằm hạn chế tối đa các vi phạm phát sinh trực tiếp dẫn đến cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn. Về mặt cơ sở thì về phòng cháy chữa cháy thì điện ông trong tường có bình phòng cháy chữa cháy của mỗi phòng được trang bị cho mỗi một cơ sở 7 phòng karaoke là tới 10 bình. Rồi trong phòng thì có những cái trang thiết bị mốt dạy sợi gì đó thì bên cơ quan kêu mình sửa đổi lại để phục vụ nó tốt, cái nào khắc phục thì gỡ bỏ, còn cái nào ấy chỉnh tu lại thì mình tu bổ thêm để cho phục vụ người dân được tốt hơn. Tại các nơi kiểm tra, hầu hết chủ cơ sở kinh doanh đều đồng tình với việc thường xuyên kiểm tra về bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đây là một hoạt động không chỉ giúp cho công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở kinh doanh luôn được bảo đảm, mà còn giúp cho các cơ sở này phát hiện những tồn tại thiếu sót để kịp thời khắc phục nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ xảy ra cháy nổ và giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra. Sau gần 2 tháng triển khai thực hiện với sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của lực lượng công an và chính quyền các cấp, kết quả rà soát tính đến ngày 12 tháng 12 năm 2022, trên địa bàn thành phố Rạch Giá có tổng cộng 1.081 cơ sở thuộc diện quản lý, trong đó có 248 cơ sở do cơ quan công an thành phố quản lý và 833 cơ sở do Ủy ban Nhân dân cấp xã phường, công an cấp xã phường quản lý. Kết quả chiến dịch rà soát tổng kiểm tra, Công an thành phố Rạch Giá, Ủy ban Nhân dân phường xã đã hoàn thành trước thời hạn 100% chỉ tiêu rà soát, kiểm tra theo yêu cầu. Quá trình kiểm tra đã tuyên truyền vận động hướng dẫn cho người dân cơ sở trong việc đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy. Đa số là các cơ sở đảm bảo là đủ điều kiện là an toàn phòng cháy chữa cháy. Còn lại các cơ sở mà trong quá trình kiểm tra thì cũng có là nhắc nhở, thì cho làm cam kết. Đó, trong thời gian là 15 ngày là khắc phục
những cái mà cái đoàn kiểm tra để kiến nghị, thì sau 15 ngày đoàn kiểm tra là sẽ tiến hành quay trở lại là kiểm tra là lại là cái việc thực hiện của các cơ sở cam kết là có đảm bảo an toàn hay không. Nếu mà 15 ngày trở lại mà không khắc phục thì cương quyết là cho tạm đình chỉ đó, hoặc là cho là tạm dừng hoạt động. Chiến dịch rà soát tổng kiểm tra lần này thể hiện rõ quyết tâm sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị. Qua tổng kiểm tra rà soát, lực lượng chức năng cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức, kỹ năng của người dân về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Kiện toàn củng cố lực lượng tại chỗ, bảo đảm thực chất hiệu quả để xây dựng thế trận phòng ngừa, ngăn chặn giặc lửa, nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đây là thời điểm người dân tập trung mua sắm để chuẩn bị cho Tết cổ truyền của dân tộc. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang nói chung, thành phố Rạch Giá nói riêng đã có kế hoạch dự trữ nguồn hàng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Dự báo sức mua các mặt hàng phục vụ Tết năm nay sẽ tăng cao so với năm trước. Vì tình hình dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát, kinh tế đang dần phục hồi và phát triển. Tại siêu thị Co-opmart Rạch Giá, không khí mua sắm Tết đã bắt đầu. Những quầy hàng phục vụ Tết được trưng bày đẹp mắt. Các mặt hàng gia dụng, thời trang, may mặc cũng được bày bán. Để đảm bảo nhu cầu mua sắm của người dân trong tỉnh, từ tháng 11 năm 2022, đơn vị đã có kế hoạch dự trữ hàng hóa, trong đó tập trung vào các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống, thịt, cá, trứng, các mặt hàng gia vị, đường, dầu ăn, nước tương, bột ngọt, hóa phẩm, đồ dùng gia dụng, với tổng giá trị hàng hóa lên đến 60 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2021, trong đó 95% là hàng Việt Nam. Ngoài hàng hóa thiết yếu, đơn vị cũng chủ động nhập về các mặt hàng được ưa chuộng, đặc trưng ngày Tết như bưởi, dưa hấu, hoa tươi, các loại bánh, kẹo để phục vụ người dân, đảm bảo chất lượng, giá bình ổn so với thị trường. Tôi thấy bây giờ cái phòng đang trang bài cái mà đa dạng, khuyến mãi cũng rất là sâu. Và hàng hóa thì rất là tốt, tôi dần yên tâm mua, trang trí rất là đẹp mắt. Rất là đúng là giống như là Tết tới nơi. Và để cho khách hàng có nhiều lựa chọn, chúng tôi liên tục tổ chức các cái chương trình khuyến mại theo từng đợt, từ ngày 24 tháng 11 cho đến hết ngày 21 tháng 1 năm 2023 với cái chủ đề khai xuân xanh, gieo lộc lành. Chúng tôi hy vọng sẽ cùng đồng hành mang đến cho khách hàng một cái Tết ấm áp, vui tươi, an lành. Trung tâm thương mại 30 tháng 4 với 1.597 lô đã đưa vào khai thác, 1.360 lô của 362 hộ kinh doanh gồm các khu nhà lồng, quần áo may sẵn, giày dép, vải, tranh ảnh, khu hoa tươi, trái cây, vật dụng gia đình, khu thịt heo, thịt bò, khu tạp hóa, bánh kẹo, khô các loại. Bên cạnh việc nhập thêm nguồn hàng, sắp đặt lại các quầy kệ trưng bày hàng hóa, bày biện các giỏ quà Tết với nhiều mẫu mã kiểu dáng bắt mắt. Ngoài ra, các tiểu thương còn lắp đặt thêm điện chiếu sáng, điện trang trí để thu hút sự chú ý của khách hàng. Dạ, như là ngày thường là em bán mấy cái bánh kẹo, rau câu, xúc xích là cho các trẻ em dùng hàng ngày. Còn như Tết thì em lấy thêm nguồn hàng bánh kẹo như là trà, rượu, bánh, mứt, mãng cầu, mứt me đủ các loại. Rồi khi mà anh chị hay khách hàng gì có nhu cầu gì thì vô lựa từng món hàng rồi tụi em lại gói giùm cho người ta. Chẳng hạn như cái giỏ gì thì nó có giá là 400 mấy, tùy theo cái khả năng của người tiêu dùng. Đồ Tết dân á là khoảng 20 trở lên mới là thu nhập đặt hàng lên đặng mình bán dịp Tết cho khách hàng, trưng cho nó còn tươi đẹp mãi hoài. Để mà chuẩn bị mà phục vụ Tết Nguyên đán năm 2023 thì ban quản lý chợ là xin cái chủ trương bên ủy ban thành phố là bố trí cái mặt bằng để phục vụ cho bà con là bán các cái mặt hàng cây kiểng qua phục vụ Tết, rồi xin chủ trương là mở cửa chợ đêm từ đến 22 giờ từ ngày 15 tháng Chạp là coi như nhằm ngày 6 tháng 1 âm dương lịch tới ngày 21 tháng 1 là nhằm ngày 30 Tết âm lịch. Để đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành kế hoạch đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, chỉ đạo các doanh nghiệp bình ổn thị trường,
hệ thống phân phối chuẩn bị nguồn nguyên liệu cần thiết, bố trí hệ thống kho lưu trữ tập kết hàng hóa, nhân lực, đảm bảo khả năng cung ứng kịp thời đầy đủ để điều phối thực hiện ngay khi có yêu cầu. Chuyên mục Rạch Giá hôm nay do Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Rạch Giá thực hiện xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình qua trang thông tin điện tử tổng hợp của đài tại địa chỉ www.kctv.vn, ứng dụng KCTV trên điện thoại thông minh và trên kênh YouTube Truyền hình Kiên Giang. Mọi ý kiến đóng góp cho chuyên mục, quý vị và các bạn có thể gửi về địa chỉ Phòng Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, số 39 Đông Đa, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.